Ok, hello tất cả các bạn đã quay trở lại với channel GrabX và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chuỗi chủ đề về Weekly Outlook nhận định thị trường hàng tuần từ ngày 21 đến ngày 27 dưới góc nhìn của động lực thị trường và phân tích kỹ thuật. Ok, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cái cặp tiền và chúng ta sẽ đến với tiền điện tử và chúng ta sẽ xem trong tuần tới liệu rằng sẽ tồn tại bất kỳ cái cơ hội giao dịch nào hay không. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Rồi, cho đứng đầu danh sách sẽ là Dollar Index. Dollar Index thì những ngày trước từ những thời điểm mà tại ngày 24 tháng 1 thì chúng ta đã nhìn thấy cái dự kiến là thị trường tiếp tục sẽ tăng, nhưng lần tăng này với một cái vùng hồi tương đối chưa sâu. Nó đủ để đẩy thị trường đi nhưng chưa sâu và rốt cuộc là thị trường lại quyết định là nó sẽ làm một cái vùng hồi sâu hơn. Qua những tuần phân tích thì chúng ta vẫn giữ nguyên quan điểm về việc là thị trường hiện tại đang có động lực thị trường giảm đi, nhưng không có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều ngay mà thị trường sẽ trả về một cái kết quả là nó đang liên tục sideways. Vậy thì chúng ta sẽ liên tục tìm những cái lệnh mua lên, dù ngắn hạn hay trung hạn hay dài hạn thì kế hoạch giao dịch của chúng ta vẫn là mua lên. Việc cuối cùng chúng ta cần làm là xem cái vùng hồi này kết thúc như thế nào và chúng ta cứ việc mua lên mà thôi. Vậy thì cụ thể ở cặp euro, chúng ta đang có một cái góc nhìn mà chúng ta đang cho rằng thị trường góc nhìn hiện tại đó chính là chúng ta đang trong một cái WSY mạnh. WSY mạnh. Vậy thì thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng về động lực giá xuống, tức là thị trường sẽ tiếp tục cắm xuống nhưng không phải là cắm xuống ngay bây giờ vì thị trường vừa hoàn thành cấu trúc 1 2 3 4 5. Cấu trúc năm sóng với cái mạch cuối cùng là động lực thị trường bị mất đi. Nếu chúng ta đưa lên trên khung thời gian cao, chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng này khá là rõ ràng. Chúng ta có hiện tượng divergence, tức là phân kỳ. Vậy thì thị trường có đảo chiều hẳn hay không? Chúng ta sẽ không có loại trừ trường hợp này, nhưng chúng ta cũng sẽ không kết luận nó. Vậy vì chúng ta không thể nào mà biết được thị trường có tăng tại thời điểm này hay không. Sẽ có những thời điểm thị trường nói cho chúng ta, nhưng tuyệt nhiên không phải là thời điểm này. Vậy thì chúng ta hoàn toàn mù tịt về cái phương hướng lên của thị trường. Và nếu thị trường có lên thì chúng ta sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội này. Đây là điều chúng ta phải chấp nhận vì chúng ta không có góc nhìn về thị trường giá tăng. Vậy thì thị trường giá xuống như thế nào? Hiện tại thì chỉ có góc nhìn về thị trường giá xuống mà thôi. Tức là thị trường vẫn còn động lực giá xuống. Chúng ta phải tiếp tục tìm bán cho cặp euro. Như các bạn đã thấy thì chúng ta đang có một cái giả định về việc là euro sẽ tiếp tục di chuyển xuống. Vậy câu hỏi đặt ra là đâu sẽ là vùng hồi và vùng hồi của euro này? Nếu có thì hình dạng nó như thế nào? Hiện tại euro và dollar index nó khá là chưa rõ ràng nên chúng ta phải sử dụng thêm rất nhiều những cái yếu tố đến từ những cặp tiền khác, hay chúng ta gọi là correlation, sự tương quan giữa các cặp tiền. Hiện tại thì đây là giả định đầu tiên của mình về việc là thị trường sẽ có thể di chuyển xuống. Chúng ta sẽ đón nhận thị trường di chuyển xuống từ đây. Và ngay khi thị trường chạm tới cái vùng đáy này thì chúng ta sẽ đặt hết toàn bộ lệnh của chúng ta về break even. Cái loại lệnh mà chúng ta được tìm đó chính là lệnh đảo chiều tại cái vùng này và chúng ta sẽ tìm sell xuống. Vậy thì dự đoán của mình trong tuần này là euro sẽ tiếp tục cắm xuống, hay nói cách khác là dollar index sẽ tiếp tục tăng. Hiện tại thì đây là target đầu tiên, target 1 thôi nha. Target 2 thì chúng ta sẽ nhắm về cái đáy cũ. Rồi. Vậy thì các bạn có thể giao dịch đảo chiều tại vùng này, các bạn có thể sử dụng các nguyên tắc về Preaction và Trap Pattern. Những cái bộ công thức nào các bạn đang làm quen thì các bạn có thể sử dụng nó. Mình chỉ đưa cho các bạn cái chiều của thị trường tiếp theo sẽ là tại cái vùng này. Vì thị trường vừa phá key level, hồi là đây chúng ta có lần phản ứng đầu tiên của thị trường. Hãy đón xem cái Preaction tại vùng này như thế nào nha. Các bạn vui lòng là không có sell ngay nha. Mình không bảo các bạn là lên vùng này bấm sell, mà nếu các bạn đánh Preaction thì phải tuân thủ các nguyên tắc của Preaction, tức là phải quan sát cái phản ứng của thị trường, cái phản ứng về giá của thị trường tại vùng này. Rồi. Tại vùng này thì chúng ta không giao dịch continuation, không giao dịch tiếp diễn nha. Chúng ta không giao dịch tiếp diễn. Chúng ta chỉ giao dịch đảo chiều ngay tại vùng này thôi. Tiếp theo sẽ là Aussie. Về Aussie thì tuần trước chúng ta đã có một cái nhận định về việc là thị trường để mình kéo này lên tí. Thôi để như này đi.
Tuần trước chúng ta đang có một cái nhận định về thị trường là có thể cắm xuống và đây sẽ là vùng hồi của thị trường. Hiện tại thì cả tuần vừa rồi chúng ta không có bất kỳ cái key level nào để chúng ta sell xuống cả. Đến tuần này thì thị trường có vẻ là bò lên trên cao và đồng thời nó lại tạo key level. Vậy thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn đối với cặp Aussie. Một là thị trường tăng trưởng thẳng. Nếu thị trường tăng trưởng thẳng này thì chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội mua, mà lúc đó chúng ta sẽ có là A, B, C và thị trường sẽ phải phá key level này thì chúng ta mới có thể là sell xuống. Còn nếu không thì đây sẽ là key level của thị trường. Và key level này chỉ là key level của cái vùng hồi thôi nhé các bạn. Vì vậy thị trường sẽ có thể là bắt đầu cắm xuống, nếu phá key level ấy, cắm xuống và chỉ có thể di chuyển tới cái vùng này thôi. Vì đây chỉ là key level của vùng hồi. Còn nếu thị trường mà tăng thẳng thì đây là key level của cả cái thị trường giá tăng này. Và chúng ta có thể kết luận nó cắm xuống. Đấy, để mình lên thấp 4 cho dễ nhìn nha. Đây, key level nằm đây nha. Vậy thì có hai góc nhìn tại thời điểm hiện tại. Góc nhìn đầu tiên vẫn cho rằng đây là vùng hồi của thị trường. Và đây chỉ là một cái sideways trước khi thị trường tiếp tục di chuyển đi và cấp độ của nó sẽ là màu đỏ. Nó khác cấp độ với lại cái màu xanh này. Đây là góc nhìn đầu tiên. Ở góc nhìn này thì buộc thị trường không được phá đỉnh thì chúng ta sẽ có cái key level tại vị trí này. Các bạn có thể tìm lệnh sell tại key level này. Nếu thị trường tiếp tục tăng trưởng thì chúng ta sẽ bỏ qua cái cơ hội về giá buy. Nhưng lúc này thị trường sẽ có một cấu trúc mới nhìn như thế này. Và key level của chúng ta sẽ nằm ở đây. Và chỉ có phá key level này chúng ta mới được sell thôi. Đấy, chúng ta có hai góc nhìn nhé. Về góc nhìn nào thì các bạn cũng phải chờ key level nhỏ này hoặc là key level to này bị phá vỡ thì chúng ta có thể sell được. Về vô hình chung thì Aussie vẫn còn tồn tại một lần giá tăng nữa và cắm xuống. Nếu kết hợp với lại phân tích bên Euro thì mình cho rằng cái điều này khá hợp lý. Vì Euro cần một lần giá tăng nữa và cắm xuống. Vậy đối với Aussie, thay vì hai trường hợp mình nói thì mình sẽ nghiêng về cái trường hợp thứ nhì hơn. Đó chính là thị trường sẽ tăng và phá cái đỉnh này. Mình thấy trường hợp này có tỷ lệ xảy ra nhiều hơn. Lý do đến từ cặp Euro. Rồi, bảng Anh có giá trị tương tự như là Aussie, chúng ta vẫn nhìn thị trường giá xuống. Nhưng hiện tại, đối với nếu Euro mà tăng trưởng một lần nữa thì việc GU sẽ tăng trưởng một lần nhẹ như thế này và cắm xuống là một điều vô cùng dễ hiểu. Và nếu trường hợp này xảy ra, chúng ta có hai key level, một ở đây và một ở đây. Key level dưới là để key level xác nhận cái xu hướng giảm của thị trường. Còn key level trên không có giá trị xác nhận xu hướng giảm của thị trường, nhưng nó lại cho chúng ta được một cái điểm vào lệnh sớm hơn và cái risk reward của chúng ta sẽ lớn hơn. Lớn hơn không có nghĩa là cái tỷ lệ thắng sẽ lớn đâu nha. Ở đây có một lệnh lớn hơn, risk reward lớn hơn thì đồng nghĩa với việc là tỷ lệ thắng cũng sẽ giảm đi đấy. New Zealand cũng cho một cái kết quả tương tự như Aussie. Nếu Euro tăng trưởng một lần nữa rồi sập, Euro hiện đang ở vị trí này. Nếu Euro tăng trưởng một lần nữa rồi sập thì cũng sẽ cho kết quả về việc là NU sẽ phá nhẹ cái đỉnh này, sau đó sập. Chúng ta sẽ có hai cái key level. Key level đầu tiên tương tự như GU, key level lớn nhất của thị trường, xác định xu hướng xuống. Key level thứ nhì nằm ở đây, tức là key level để vào lệnh sớm nhưng không có giá trị về việc là tăng tỷ lệ thắng. Chúng ta có hai cách vào lệnh tại thời điểm này. Vậy bốn cặp này nhìn chung thì có sự tương quan rất lớn. Nhưng nếu giao dịch thì mình sẽ khuyên các bạn nên giao dịch con NU. NU trong 4 cặp là có tỷ lệ thắng cao nhất. Key level của nó nằm đây. Key level nhỏ nằm đây. Đối với GU, key level lớn nằm đây và key level nhỏ nằm đây. Đối với con EU này các bạn chỉ có thể giao dịch là đảo chiều. Và nếu phá đỉnh thì bạn sẽ có một key level nhỏ nằm đây. Con này tương tự, key level nhỏ nằm đây. Nếu mà thị trường phá vỡ vùng đỉnh thì chúng ta có cả key level nhỏ như trên và key level lớn nằm đây. UJ thì các bạn canh tại vùng này nha. Ban đầu này giá phản ứng một lần nè. Giá phản ứng lần hai nè. Trong lần hai này nó bị lệch đi một khoảng nè. Các bạn phải tìm xuống ngược ở đây. Nên các bạn về đúng công thức, nếu các bạn đã đánh Braxton thì hãy nhìn tại vùng giá này. Và ngay tại vùng này, nếu có một cái price action nào đi kèm với volume thì các bạn có thể là đây, một cái price action nào mà tương phải có kích thước khoảng tương đối như này nha, các bạn có thể sử dụng nến H4. Mình nghĩ là nến H4 là đủ.
đến H4. Nếu tại vùng này mà các bạn thấy Braxton nó đến H4 có một cái engulfing hay là cái outside bar hay một cái nến nào gọi là bullish candlestick ấy, tức là một cái nến có cái thân cũng to to một tí là được và có kích thước tương đồng với lại cái nến xanh này là các bạn có thể tìm một cái lệnh mua lên. Còn bạn nào không thích phương pháp Braxton có thể sử dụng cái phương pháp sau. Bạn sẽ thấy thị trường là cắm xuống đầu tiên. Vì vậy khi thị trường cắm xuống thì chúng ta sẽ có key level tại vùng này và chúng ta sẽ nhắm key level này. Nếu phá vỡ key level đó chính là lúc mà bạn sẽ tìm kiếm một lệnh vào và chúng ta sẽ tiếp tục mua lên ở lệnh này. Đấy, vì hiện tại góc nhìn của chúng ta đó chính là 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó cái vùng hồi này mang giá trị là ABC. Điều này tương đồng với lại các gen mình đã review vài tuần rồi. Chúng ta có ABC và chúng ta đang canh vùng đáy này để chúng ta tiếp tục mua lên để xem Braxton tại vùng nào. Hiện tại chúng ta đã có một cái thông tin về việc Braxton đang có xuất hiện tại vùng này. Vì vậy loanh quanh vùng này là một vùng. Có hai vùng chứ. Một là vùng này. Nếu thị trường mà loanh quanh ở đây có Braxton, bạn cũng có thể tìm lệnh. Còn nếu thị trường xuyên thủng cái ô này ở bên dưới thì buộc các bạn phải chuyển xuống dưới đây các bạn tìm lệnh nha. Mấy bạn đừng có tìm lệnh ở vùng giữa giữa đó. Đấy, hai vùng để tìm lệnh đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm lệnh buy lên. Key level của chúng ta nằm ở đây nếu thị trường phá đáy. USD CAD thì thị trường di chuyển cực kỳ xấu với cái key level luôn liên tục được tạo ra nhưng mà tạo ra ở một cái giá khá là cao. Cặp này đối với các bạn mà cặp này hiện tại đó là vẫn tăng nha, vẫn tăng nhưng chúng ta lại không có được cái thông tin là thị trường sẽ tăng tới đâu. Chúng ta không biết là tăng tới đây hay là tăng tới đây. Chúng ta không xác định được cái tỷ lệ mà nó tăng tới đây là bao nhiêu hay tăng tới trên đỉnh là bao nhiêu và cũng như là tăng tới trên đỉnh là bao nhiêu. Vì vậy chúng ta thấy cấu trúc tăng nhưng chúng ta không nhìn được lợi nhuận, chúng ta không đo lường được lợi nhuận. Vậy nếu các bạn bỏ ra 1 đồng thì mình hỏi các bạn thu lại được bao nhiêu, các bạn không trả lời được. Vậy thì đây là một cái trade khá là xấu nên mình sẽ đánh giá cái cặp này là mình sẽ đứng ngoài thị trường. Cặp này đứng ngoài thị trường nha các bạn. Cặp này mình cực kỳ không thích nó. Ở giữa này có thể là một cái running flat mình nó có thể đấy nha. Để xem nó như thế nào. USD chip là một cặp mà bạn có thể quan tâm nè. Cấu trúc gần như tương đồng với là USD Yen. Chúng ta đang có cái ABC nằm ở cuối. Có thể đây là một cái ABC này đấy, thị trường di chuyển xuống làm ABC và chúng ta vừa phá key level. Việc phá key level này có thể mang lại cho chúng ta một cái trade tiến thẳng lên trên. Bên cạnh đó thì chúng ta hiện tại đây đã được gọi là một key level rồi các bạn nhé. Vì vậy chúng ta sẽ có 3 sóng, một sóng xuống, một sóng tăng và một sóng xuống. Có hai cách để giao dịch. Một là bạn có thể sử dụng cái key level này như là một cái key level chính của thị trường. Hai là bạn có thể trade cái mảnh này riêng lẻ và chúng ta có thể xuống khung thời gian thấp hơn để tìm key level. Và tại vùng này các bạn về price action, chart pattern đều có thể tìm một cái hành vi của giá và có thể đánh lên. Nhưng nếu các bạn mà đánh price action thì mình khuyên các bạn là nên đánh USD Yen là tốt nhất. Vì cặp này đều có cái USD và cùng một cái cấu trúc là chúng ta tìm Braxton tại một vùng giá hiện tại. Vì vậy nếu phương pháp Braxton thì mình khuyên các bạn đánh USD Yen. Còn nếu các bạn tìm key level thì các bạn có thể tìm được cả hai cái cấu trúc này luôn nha. Trong đó thì USD Yen mình chỉ rồi, USD chip thì nằm đây một cái. Các bạn xuống H1 này. Xuống H1 thì chúng ta sẽ có một cái key level nằm đây. Vậy thì chúng ta có hai key level đã sẵn sàng rồi. Hai key level trên và dưới. Đây là để tìm Braxton thôi. Braxton nên loanh quanh vùng này là đẹp nhất. Rồi, Aussie CAD thì mình không ngờ là nó di chuyển cao như vậy. Tuần trước chúng ta đã mong chờ rằng đây là một vùng hồi để chúng ta tìm lệnh. Thì thị trường ngay tại thời điểm này, mình cũng có theo dõi. Thị trường bắt đầu tiến hẳn lên. Mình cho rằng đây là một cái vùng hồi. Đấy, mình cho rằng đây là vùng hồi nha. Và mình để thị trường tự chứng minh rằng đây vùng hồi bằng việc là mình xuống khung thời gian thấp. Xuống khung thời gian thấp. Các bạn sẽ thấy rõ cái key level của cái vùng hồi này nó nằm ở đây. Việc mình cần làm là đặt chuông tại vùng này.
Nếu thị trường phá cái này, mình sẽ quan tâm thị trường. Còn nếu không thì mình cứ việc mặc kệ và đứng ngoài thị trường. Mình không cần biết nó đang làm gì. Và cuối cùng kết quả trả về là nó lại tiếp tục di chuyển lên. Vậy thì nhận định thị trường của chúng ta về việc cái cặp này có xuống thì còn tồn tại hay không? Nhận định chung thì chúng ta vẫn đang trong một xu hướng xuống. Đây là đỉnh này. Đáy, đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. Và cứ như vậy chúng ta vẫn đang trong một xu hướng xuống. Vậy thì trong một xu hướng xuống, chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta vẫn đang trong hướng xuống. Chúng ta không được bướng mà chúng ta phải thứ nhất nhìn nhận đây là xu hướng xuống. Thứ hai chúng ta phải xem cái động lực của nó như thế nào. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta kết luận rồi, đây là một xu hướng xuống. Vậy thì điều thứ nhì chúng ta phải cần quan tâm đó chính là động lực của xu hướng xuống này như thế nào. Vì rất nhiều trường hợp các bạn phải phân biệt giữa cái việc là chúng ta có một xu hướng xuống và động lực nó gợi ý cho chúng ta về việc là động lực xu hướng xuống tăng thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm lệnh sell. Nhưng nếu thị trường không có gợi ý cho chúng ta về việc là động lực tăng mà chỉ gợi ý cho chúng ta về việc là động lực nó lưng chừng như thế này và chúng ta không thể nào hiểu được cái động lực tại thời điểm này thì chúng ta cũng không được gạt bỏ đi cái yếu tố ban đầu quan trọng nhất, đó chính là chúng ta vẫn đang trong một xu hướng xuống. Có thể không có cái điểm để vào lệnh cho xu hướng xuống nhưng không được bướng nha, không được gọi là phủ nhận cái vai trò của xu hướng xuống tại thời điểm hiện tại mà chúng ta tìm lệnh mua lên, tức là chúng ta đang giao dịch ngược với thị trường rồi. Vậy thì xu hướng xuống chỉ kết thúc khi cái key level ở đây bị phá vỡ và key level hiện tại vẫn còn. Vậy thì xu hướng chính của thị trường vẫn là xu hướng xuống, mặc dù động lực thì không thấy rõ. Đã không thấy rõ thì chúng ta phải tìm những cái mảng khác, những cái mảng kiến thức nào mà cho chúng ta thấy rõ được động lực, hoặc là khung thời gian cao hoặc là khung thời gian thấp, khung thời gian nào cũng được, miễn sao là nó phải chỉ rõ được cái động lực thị trường. Nếu không thì cứ việc đứng ngoài thị trường, đừng có suy ngược lại hay cái gì hết nha. Tại vì rất nhiều các bạn học viên đang làm một cái điều ngược lại, đó chính là chẳng hạn như mình nói rằng thị trường đang mất đi động lực. Mất đi động lực nó di chuyển khá là chậm như thế này, thể hiện rõ ABC, chưa đủ các nguyên tắc để chúng ta gọi tên nó là ABC. Thế là các bạn mới vội vàng, ở thị trường mất đi động lực thì thôi mình sell luôn trên này. Đúng chưa? Ở đây là một cái góc nhìn về việc mất đi động lực. Nhưng biết đâu đây chỉ là một vùng hồi và thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nhưng trong quá trình tăng trưởng thì cái góc nhìn hiện tại của chúng ta là ABC. Còn trên thực tế thì thị trường đang là một cái vùng hồi nào đó tại đây này. Đấy, nó đánh lừa chúng ta và tiếp tục nó sẽ tăng tiếp. Đây là một trường hợp. Thấy chưa? Trường hợp thứ hai là thị trường đã bắt đầu hồi rồi. Nó hồi rồi. Tại thời điểm nó hồi đủ và nó vừa chạm key level thì nó bật lên luôn. Bao nhiêu bạn thấy trường hợp này rồi? Rất nhiều. Vậy nên ABC không phải cứ thấy ABC là sell đâu nha. Hiểu rõ cái nguyên tắc mà mình nêu trong cái những cái video. Thị trường nếu chúng ta thấy divergence, tức là để mình nhớ coi, để mình bữa thị trường không phải vì phân kỳ mà đảo chiều, mà là nếu chúng ta thấy phân kỳ thì thông thường thị trường sẽ đảo chiều, chứ không phải là thị trường sẽ đảo chiều về phân kỳ. Vì rất nhiều trường hợp WXY thị trường cứ cắm đầu xuống bình thường hết. Vậy cái khái niệm đảo chiều nó không có tương quan một một với khái niệm ABC, mà là khái niệm ABC chỉ gợi ý cho các bạn thấy cái góc nhìn này có thể là thị trường sẽ đảo chiều. Nhớ nha. Còn nhiều kỹ năng liên quan xác định cái đảo chiều lắm. Ok, tại đây nãy giờ nói ngoài lời một xíu cái quên luôn nói gì rồi. À ok, nhớ rồi. Hiện tại thì chúng ta, ban đầu chúng ta đang thấy cái này là một vùng hồi, nhưng lúc sau thì thị trường đã phá đỉnh. Tại thời điểm này chúng ta còn giữ quan điểm về việc thị trường giá sẽ giảm hay không? Câu trả lời của mình là vẫn còn. Vậy thì để củng cố quan điểm đó, mình dựa vào cái gì? Thứ nhất, nếu mà mình bảo là thị trường có WXY nên thị trường sẽ phải tiếp tục di chuyển xuống thì điều này mình không có. Hiện tại thì thị trường đang liên tục tạo nên các đáy thấp hơn nhưng không hề có động lực, mà ngược lại thì động lực vừa giảm nữa. Các bạn lên khung thời gian cao thì các bạn sẽ thấy đâu đây sẽ là một cái ABC này. Đấy. Vậy thì tại sao mình thấy ABC mình không kết luận là thị trường giá tăng đi mà mình lại kết luận thị trường giá giảm? Vì nếu mình muốn kết luận thị trường giá tăng, cái ABC này buộc phải phá key level mình mới kết luận điều đó.
Còn nếu ở đây chưa phá key level thì chúng ta vẫn đang trong một xu hướng giảm, chưa đủ các nguyên tắc để gọi đây là ABC. Vậy thì xu hướng giảm vẫn là xu hướng chủ đạo. Vậy thì mình sẽ không bỏ qua cái điều đó, nhưng mình cũng sẽ không có đặt nặng, và mình sẽ để cái key level đây. Nếu thị trường phá key level này thì chúng ta mới trade. Ở trong trường hợp này chúng ta không trade key level nhỏ nhé, khác với những trường hợp trên. Những trường hợp trên chúng ta có WXY, tức là động lực xuống còn rất mạnh, nên khi thị trường tạo nên một cái là ABC màu hồng và ABC màu xanh. Đây là WXY này, WXY này. Vậy thì khi trong một cái môi trường là động lực giá xuống tăng mạnh, chúng ta có thể trade cái ABC của khung thời gian cao, đó chính là ABC màu xanh này, và cũng có thể trade cái ABC của khung thời gian thấp, đó chính là ABC để vào lệnh sớm này. Nhưng trong một thị trường mà có cái này là ABC thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái việc trade ở khung thời gian thấp đi để tăng cái tỷ lệ thắng của chúng ta lên. Vậy thì đối với cặp này tuyệt nhiên sẽ không giao dịch ở khung thời gian thấp. Vậy thì cặp này chúng ta chỉ làm được một việc duy nhất là nếu phá key level này thì nhìn xuống, còn lại thì đứng ngoài thị trường. Đứng ngoài thị trường nha. Cặp Aussie chip này thì tuần trước mình đã phân tích cho các bạn là chúng ta đã có là 1, 2, 3, 4 và có thể là có 5 trên này. Bên cạnh đó thì chúng ta đang do có là 1, 2, 3, đây chính là ABC. Vậy thì trong cái ABC này, tức là vùng hồi ABC này, được đặt trong một cái xu hướng xuống mạnh. Xu hướng xuống này cũng khá là mạnh nha. Vậy thì việc chúng ta giao dịch xuống là việc dễ hiểu, nhưng trong động lực ngắn hạn thì lại khẳng định ngược lại, vì chúng ta đang có động lực ngắn hạn giá tăng. Nếu các bạn sell đây, các bạn stop loss đây, thì thị trường dễ dàng quay lên cắn stop loss của các bạn và sau đó sập một cách ngon lành, vì các bạn làm trái với lại cái động lực ngắn hạn. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có buy lên được không? Câu trả lời là không. Vì sao? Vì chúng ta đang trong một xu hướng mạnh. Các bạn tìm một lệnh buy chẳng khác nào các bạn giao dịch ngược lại với xu hướng. Nên chúng ta sẽ không làm điều này, mà chúng ta sẽ bỏ qua cái cơ hội giá tăng và chúng ta sẽ chờ cho thị trường tăng. Sau đó việc chúng ta làm đó chính là giao dịch giá xuống mà thôi. Chờ giá xuống và chúng ta sẽ giao dịch. Vậy đối với cặp này chúng ta đứng ngoài thị trường chờ giá tăng một lần nữa. Và sau khi giá tăng lên vùng này thì chúng ta mới bắt đầu tìm lệnh sell. Rồi, Aussie Yen. Aussie Yen thì tuần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là đối với cặp Aussie Yen này chúng ta cần phải có một xu hướng. Mà hiện tại các bạn nhìn đây không hề có một xu hướng nào cả. Đỉnh, đáy, đỉnh, đáy thì chúng ta có xu hướng xuống. Đáy, đỉnh, đáy, đỉnh thì chúng ta sẽ có xu hướng tăng, và có ít nhất 4 điểm sẽ tạo nên một xu hướng. Hiện tại đối với thị trường này không có bất kỳ một xu hướng nào cả. Các bạn thấy này. Đỉnh này, đáy nè, đỉnh này, đáy nè, đỉnh nè, đáy nè, lại đỉnh này. Không có xu hướng cụ thể nào. Mà không có xu hướng thì không có động lực thị trường. Đúng chưa? Chúng ta chỉ biết được động lực của thị trường còn hay hết, hay là tăng trưởng hay như thế nào nếu nó tạo ra xu hướng đã. Còn nếu chưa có xu hướng thì thôi, đứng ngoài thị trường. Card chip thì chúng ta có cùng một cấu trúc với card yen và USD yen. Trong đó cái cấu trúc mà gần nhất đó chính là Euro yen. Vậy thì những cái cặp này có cái điểm giống nhau tại chỗ nào? Các bạn nhìn nha. USD yen chúng ta nhìn một cái xu hướng xuống, và đây là toàn bộ xu hướng xuống, và đây là key level lớn nhất của xu hướng xuống. Đấy, thấy chưa? Card yen tương tự này. Chúng ta có xu hướng xuống và đây là toàn bộ xu hướng xuống, và đây là key level lớn nhất của xu hướng xuống. Nhưng Euro yen thì không. Euro yen thì chúng ta đang có một xu hướng xuống, nhưng key level lớn nhất thì lại nằm đây. Key level lớn nhất nằm đây. Vì vậy, đối với cặp cũng là có yen phía sau này, chúng ta đồng quan điểm về thị trường giá tăng, nhưng mà tỷ lệ thắng chúng ta sẽ thấp hơn. Vì bên trong này, ví dụ như là đô tăng mạnh đi,
đô tăng mạnh thì làm cho USD yen này tăng mạnh và làm cho euro này giảm mạnh. Mình nói ví dụ như vậy nha. Vậy thì đối với cặp này, euro yen sẽ tăng. Rất dễ hiểu. Còn đối với cặp cách yen này sẽ làm cho cái cặp cách yen tăng và sẽ phá đỉnh luôn. Nhưng đối với cái cặp euro yen này thì chúng ta sẽ có một cái trường hợp ngược lại. Vì thỉnh thoảng hai cặp này nó di chuyển ngược chiều nhau nhưng euro lại di chuyển mạnh hơn, khiến cho cặp euro yen này nó không di chuyển lên giống như cặp yen này mà nó lại tiếp tục sideways. Hoặc thậm chí nếu euro di chuyển quá mạnh thì chúng ta sẽ đón nhận một lần giá xuống nữa, nhưng mà giá nó lại di chuyển như thế này thay vì di chuyển thẳng xuống. Thì giá nó di chuyển như thế này. Đấy. Cho đến khi giá nó phá đáy, nó đủ lực thì chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận một lần giá lên. Vì vậy đối với những cặp yen thì mình khuyên các bạn là nên giao dịch cặp CAD yen và USD yen. Trong đó USD yen tỷ lệ thắng mình thấy là cao nhất. Sau đó tới CAD yen, còn Euro yen thì cùng một cái cấu trúc giá tăng. Tức là chúng ta sẽ có cái góc nhìn về việc là 1, 2, 3, 4 và 5. Chúng ta vẫn nhận định thị trường giá tăng lên. Nhưng chúng ta không có cái ABC hỗ trợ ở đây. USD yen thì có, nhìn lại nha. Đây, USD yen có ABC hỗ trợ, thấy chưa? CAD yen này. CAD yen có ABC hỗ trợ đó. Rồi, nhưng mà Euro yen thì không. Euro yen không hề có cái ABC nào. Vì sao? Vì ABC này chưa đủ các nguyên tắc để label nó là ABC. Đấy, vì vậy các bạn sẽ thiếu thông tin hơn là USD yen và CAD yen. Đó chính là bạn chỉ có một cái thông tin duy nhất. Chúng ta đang trong một sóng 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta vẫn có thể trade lên được, nhưng tỷ lệ thắng sẽ giảm hơn. Và cách trade cho cặp này là các bạn vẫn có thể là tìm fraction tại vùng này này. Rồi key level vẫn nằm đây này. Đấy. Nhờ hai thông tin này chúng ta vẫn có thể trade lên được nha. Và sau khi trade lên thì chúng ta có thể nhắm lên trên cả vùng 1.35 cho đến 1 chấm à, 1.35 cho đến 1.36. Nó khác như là USD Yen. USD Yen thì chúng ta chỉ có thể nhắm lên được đỉnh cũ là 116.3. CAD Yen thì chúng ta nhắm lên được đỉnh cũ là loanh quanh đây 92.3. Nhưng đối với Euro Yen thì chúng ta có quyền nhắm lên cả đỉnh trên, tức là 1.135 và 1.36 loanh quanh đây. Rồi vậy thì quay lại cái ông nãy mình nói ông nào ta? CAD yen rồi đúng không? CAD yen rồi nè. Chip yen rồi nè. Ở chip yen chưa nhỉ? Cạc chip chứ, nãy là nó cạc chip. Ok, cạc chip. Vậy thì cạc chip nó sẽ có cái cấu trúc tương tự như cái ông Eurogen này. Tức là chúng ta đang nằm trong cái tương quan của một vùng giá xuống. Trong đó key level nằm tít bên trên cao này. Vì vậy chưa phá key level, chưa khẳng định được giá tăng. Chưa khẳng định điều này được điều này. Vậy thì thông tin duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng đó là thông tin ngắn hạn, chứ không có thông tin dài hạn. Vậy thì ngắn hạn nằm đây, chúng ta sẽ cùng che lại hết bên trái. Chúng ta chỉ nhìn ở đây thôi. Vậy thì chúng ta đang thấy cái gì? Hiện tại thì mình thấy nó có vẻ giống như là 1, 2, 3, 4, 5. Và đây là thông tin duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng. Đó chính là lý do mà mình bảo là cái cặp cách gen này các bạn nên đứng ngoài thị trường. Hoặc nếu trade thì tỷ lệ thắng nó sẽ thấp hơn những cặp khác. Nó sẽ không ổn định. Không ổn định này thì các bạn có thể tư duy như sau. Nếu chúng ta thấy những cái cặp mà không rõ ràng như thế này, chúng ta buộc phải kiếm một cái điều gì đó rõ ràng để chúng ta trade, chứ chúng ta không trade một cách khơi khơi như thế này. Vì vậy nếu các bạn nghĩ rằng đây là một cấu trúc 1, 2, 3, 4, 5 để trade lên, mình đồng ý, không sao cả. Nhưng hãy làm thêm một bước cho mình, đó chính là các bạn sẽ không giao dịch đảo chiều tại vùng này, mà các bạn sẽ tăng tỷ lệ thắng thông qua việc là chúng ta cần thêm một thông tin về key level. Và key level này sẽ chính là điều rõ ràng mà chúng ta cần để chúng ta trade lên. Vậy đây chính là lợi nhuận của các bạn này. Đây là lợi nhuận duy nhất của các bạn. Chúng ta không trade mảnh đầu tiên này nha. Chúng ta trade là trade cái mảnh sau này. Đó chính là thông tin của cặp cách yen. Chip yen thì chip yen nhìn chung những cái cặp yen đều có cái cấu trúc giá tăng. Trong đó hai ông này là tỷ lệ thắng cao. Còn những cái ông Eurogen này thì nằm trong một cái cấu trúc ABC lớn, trong khi đó ổng đang nằm như thế này đúng chưa? Tại vị trí này. Và cái ABC nằm như thế này. Thì đối với ông chip gen này lại thêm một cái cấu trúc khác nữa. Đối với USD gen chúng ta có ABC
phá key level rồi, thị trường quay lên phá key level rồi. 1, 2, 3, 4. Đây, key level đây, thị trường đang nằm tại vị trí này. Chúng ta tìm lên. Đây là U chain này, đây là cat chain này. Còn trên này là Euro chain này. Thấy chưa? Còn đối với cặp chip gen này, chúng ta có một cái cấu trúc tương tự như U chain và cat cat gen. Nhưng khác ở chỗ là chúng ta chưa hề phá key level. Ở những trường hợp trên chúng ta đã phá key level, vì vậy tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ tăng lên vượt bậc, không phải tăng thường nha mà tăng vượt bậc. Còn đối với cặp này thì chúng ta chưa phá key level. Đó chính là lý do mà mình không tự tin về cặp này. Mặc dù vô hình chung thì chúng ta vẫn nhìn lên thôi. Nên đối với cặp này, nếu thị trường giá tăng thẳng, mình lựa chọn là đứng ngoài thị trường cho nó tạo cấu trúc WSY. Mình chờ hồi và mình trade sau. Đây sẽ là cái lợi nhuận của mình. Cái màu xanh này là cái lợi nhuận của mình, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó tỷ lệ thắng cao nhất. Còn nếu không thì mình sẽ đứng ngoài thị trường cho thị trường sập xuống. Lúc này chúng ta có ABC và chúng ta sẽ tìm lệnh buy lại từ đầu. Chứ chúng ta không trade như thế này, không hề có một thông tin nào về việc thị trường đang tăng trưởng hay là giảm. Đấy, vì vậy cặp này mình sẽ đứng ngoài thị trường và mình chọn là thị trường giá sập xuống. Để lộ ra key level thì chúng ta sẽ trade dễ hơn. Cặp này thì khá đơn giản, thì chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm lệnh mua lên nha. Cái này chưa có gì thay đổi cả. Các bạn để ý key level bên trong này, các bạn xuống H1 sẽ thấy key level nha. Bắt đầu có divergence rồi đấy. Trong ngày hôm nay thì mình thấy có vẻ là nó sẽ tăng trưởng nhẹ này. Cắm xuống này. Rồi mới bắt đầu đi được. Hôm nay mình đang thấy như thế này. Euro yen rồi. Euro bao rồi. Euro bao thì bữa bạn nào thích bắt đáy. Bạn nào thích bắt đáy thì đây là những cái lúc mà bạn nên chú ý để bắt đáy nè. Nếu xuống H1 thì bắt đầu key level sẽ hiện ra. Key level đầu tiên sẽ là key level về ABC lớn tại vị trí này. Đấy. Key level thứ nhì là trong cái C này chúng ta đang bắt đầu có cái C nhỏ hơn. Vậy thì đây sẽ là key level đầu tiên để các bạn thích bắt đáy thì các bạn bắt. Đấy. Còn tỷ lệ thắng cao luôn luôn nhắm đến cái key level lớn nhất của thị trường, phá key hồi lại mua lên. Còn tại vùng này thì mình không nghĩ là các bạn nên sell đâu nha, vì chúng ta bắt đầu có cái hiện tượng là mất đi động lực thì các bạn ngưng tìm sell. Mất đi động lực rồi. Trừ khi là thị trường làm một cái vùng hồi rất lớn và bản thân nó cũng bắt đầu thể hiện cái sự là động lực giá tăng đang mất đi thì chúng ta mới tìm sell tiếp. Còn hiện tại thì không có lý do nào để tìm sell cả. Đây, bữa cũng tới cái đoạn này. Mình bảo một bạn là chúng ta không có lý do gì để tìm sell. Thế là bạn đó mới nhanh nhẩu suy ngược lại. Vậy thì mình bấm buy được ở đây, mình bấm buy ở đây được không? Bạn mới hỏi ngược lại như vậy đó. Thì mình dặn nhiều lần rồi, các bạn đừng có suy ngược lại. Mình bảo là không sell được, nhưng cũng không có nghĩa là buy được. Vậy muốn buy được thì vẫn phải tuân theo nguyên tắc. Lên trên này phá key thì tỷ lệ thắng cao, chúng ta buy. Còn ở đây là một lệnh buy sớm, tỷ lệ thắng sẽ thấp hơn. Các bạn cứ đo lường cái khẩu vị rủi ro của các bạn mà các bạn sẽ vào lệnh. Đấy nha, chứ đừng có suy ngược lại nha. Key level nằm đây. Sao nó có vẻ đi mạnh thế này. Ok, tiếp tục Eurocat. Eurocat hiện tại thì chúng ta đang có một cái xu hướng xuống ở ngắn hạn. Vì vậy thị trường sẽ sập xuống ở đây. Mình đang thấy cặp này là sẽ còn một cái lần xuống nữa. Còn một lần xuống nữa. Đây. Các bạn có thể sell được cặp này nha. Sell được cặp này. Sell cái lệnh sell nhỏ như thế này nè. Nhưng mà nhớ chốt lời, tại vì mình chưa biết được nó có khả năng di chuyển tới đâu. Vì chúng ta vẫn đang giữ quan điểm rằng thị trường vẫn có thể tăng trưởng sau cái lần này. Chúng ta đang có 5 sóng ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, chúng ta sẽ có 5 sóng trong nó như thế này. Đấy, sau khi nó phá đáy thì các bạn chốt lời nha, không giữ nha. Rồi, tìm lệnh sell ở đây cũng được. Đây là ngắn hạn, mình không chơi ngắn hạn. Mình review cho các bạn xong là cặp nào ngon là mình cũng vào lệnh luôn á. Nên mỗi ngày mình chỉ nhìn biểu đồ một lần thôi.
nên mình đánh trung hạn và dài hạn mà mình chỉ nhìn biểu đồ một lần, và thời điểm này là mình tìm lệnh chung với các bạn, lệnh nào ngon là mình sẽ vào luôn. Cặp này hiện tại xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm, xu hướng chính là xu hướng giảm, nhưng ở H1 thì chúng ta đang thấy có hiện tượng divergence. Vậy thì mình divergence ở xu hướng giảm, cặp này mình không thấy rõ ràng ở đâu cả. Cặp này thì mình sẽ cập nhật vào daily lúc ngày mai nha. Cặp này mình không thấy được cái cấu trúc nào để mình thuyết trình cả. Euro New Zealand, các bạn sẽ thấy thị trường hồi nhẹ lại một cái cắm xuống, và chúng ta vẫn giữ nguyên quan điểm về thị trường giá tăng và cố gắng tìm giá tăng lên. Không có sell gì đây hết nha. Chờ thị trường xuống thêm gì đó tạo key level H1 thì các bạn có thể là vào lệnh. Vì chúng ta đang có New Zealand có thể cắm xuống mà, thì con Euro New Zealand này có thể cắm lên đấy. Thì sự tương đồng giữa New Zealand và Euro New Zealand là như nhau. Bảng Anh Aussie, mình đang thấy thị trường hồi với một cái tốc độ khá nhanh. Vì vậy trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn đón nhận một lần giá sập xuống đây nữa, thì khi đó chúng ta sẽ có key level lớn nằm đây và có thể key level nhỏ nằm đây. Và xu hướng chính của thị trường vẫn là xu hướng tăng. Đây, nếu mà nhìn trong quá khứ thì đây vẫn là xu hướng tăng. Vậy thì kế hoạch đặt ra là bỏ qua các lệnh ngắn hạn sell và tập trung tìm các lệnh ngắn hạn buy. Cặp này không trade nha. Cặp này không trade nha các bạn. Cặp này không trade nha, chưa có cái cấu trúc nào để trade cả. Nếu mà thị trường nó cắm xuống đây cái nữa thì chúng ta mới có đất diễn. Còn không thì thôi, kệ thị trường. Những cặp G thì mấy hôm nay mình nhìn thì chưa có cặp nào trade được. Rồi cặp này thì chúng ta sẽ không sell ngay nha, mà chúng ta chỉ để ý thôi. Chúng ta chỉ để ý thôi, chúng ta có hai key level, một là key level nằm đây. Và hai là key level nằm đây. Mình cho rằng phá dưới này nó cho an toàn. Cặp này chúng ta đưa vào cái diện quan sát nha. Nếu phá key level này thì chúng ta mới nhìn về lệnh sell, còn không thì chúng ta không nhìn về sell gì cả. Vì nếu sell thì chúng ta đang dò đỉnh đấy. Vậy hiện tại có buy được hay không? Nếu muốn buy thì các bạn phải chỉ ra cho mình được đâu là động lực thị trường. Nếu các bạn chỉ ra đây là ABC, động lực giá giảm, vậy thì từ vùng này sẽ bắt đầu tăng trưởng lên. Nhưng tại đây có tăng trưởng lên nữa hay không thì cái ABC này không quyết định được. Vì vậy ABC này không có giá trị trong việc là bảo rằng thị trường sẽ tăng tiếp hay là hồi rồi mới tăng. Đây là điểm khác biệt nha, các bạn phải hiểu được cái động lực nó gợi ý cho chúng ta tới bao nhiêu. Vậy thì muốn biết được cái cặp này có di chuyển lên nữa hay không, buộc chúng ta phải có góc nhìn từ WXY. Các bạn phải kiếm được WXY thì các bạn sẽ thấy một vùng hồi và giá sẽ tiếp tục tăng. Còn nếu không thì không có sự gợi ý về động lực, tức là thị trường tăng hay thị trường giảm gì đó chúng ta không biết. Không biết chứ chúng ta không khẳng định là nó không làm điều này không làm điều kia nha. Cặp này thì không có thông tin. Những cặp G gần đây gần như là không, mình không trade được cặp nào hết. Vì nó cứ sideways ngang như thế này, không tạo ra xu hướng, cũng không tạo ra key level rõ ràng, mà cũng không phá key level luôn. Nguyên dãy G này nãy giờ mình thấy có mỗi con GA là được. GN thì giá tăng. GN thì các bạn có thể là chờ cho nó phá cái đáy này cái nữa để xem. Rồi các bạn chờ phá cái đáy này cái nữa, các bạn có thể tìm fraction tại vùng này được luôn nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục mua lên ở cặp GN này. GN này chắc là sự tương đồng với lại New Zealand này. Con này mày cắm xuống thì ông này sẽ bắt đầu di chuyển lên. New Zealand Cat thì hơi bất ngờ, nhưng mà giống như là Aussie, ban đầu thì chúng ta tưởng rằng đây là một cái vùng hồi. Đây này, thị trường sẽ cắm xuống thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tìm sell, nhưng thị trường lại tiếp tục di chuyển lên, chúng ta không có lệnh, kệ nó. Hiện tại thì mình đang thấy cái cặp này nó giống như kiểu nằm ở loanh quanh ở đây hoặc là ở đây nè. Tức là chúng ta có cái sự tăng trưởng nhẹ về động lực ngắn hạn. Chúng ta chưa có bất kỳ thông tin nào về việc thị trường có giảm xuống hay không cho đến khi cái ABC này xuất hiện. Vậy thì tại thời điểm này chúng ta chưa thấy cái ABC nào thì chúng ta buộc phải chờ ABC chúng ta mới sell được. Đối với cặp này, những lệnh sell các bạn đứng ngoài thị trường.
Lệnh buy thì tỷ lệ thắng sẽ thấp hơn nha, vì chúng ta đang trong một cái xu hướng xuống nè, cứ kiên nhẫn đứng ngoài thị trường. Ví dụ như là thời điểm này, chính là cái thời điểm này nè, các bạn sẽ đứng ngoài thị trường có khi cả tới gần như 14 ngày luôn nè, 2 tuần đứng ngoài thị trường để rồi kiếm được một cái lợi nhuận khá là lớn như thế này. Vì vậy phải kiên nhẫn, cặp này đứng ngoài thị trường chờ chờ cơ hội. Vậy thì nãy giờ mình thấy các cơ hội nó đến từ những cái cặp gen nhiều hơn. Tuần này là tuần của các cặp gen đứng sau. Cặp này thì ban đầu tương tự như vậy, nhưng hiện tại mình thấy nó di chuyển như này thì chúng ta sẽ mong chờ thị trường phá đỉnh lần nữa nha, và chúng ta sẽ tiếp tục sell xuống nhưng key level nó đã thay đổi. New Zealand Yen. New Zealand Yen này sell được chưa ta? Hiện tại thì chưa biết sell ở đâu hết. Trendline nằm trên này. Để xem daily nha. Daily thì chúng ta đang có một cái góc nhìn về việc là 1, 2, 3, 4, 5. Key level thì chưa phá. Xu hướng thì đang xuống. WXY nằm đây. 1, 2, ủa quên. 1, 2, 3, 4, 5. Sát key level. Cặp này tìm sell vẫn hợp lý. Mình vẫn giữ nguyên quan điểm về việc là tìm sell cặp này. Thị trường di chuyển như này, góc nhìn là ABC nhưng chưa đủ các nguyên tắc để label nó là ABC. Vì vậy, xu hướng chính vẫn là xu hướng xuống của thị trường. Và đây là một cái trade mà mình trải nghiệm rất nhiều. Đó chính là nhìn thì có vẻ như không có một tí động lực nào cả, hoặc là động lực ngắn hạn thôi, nhưng lúc trade á, thì nó sập và sập thẳng như này. Đấy, bắt đầu nó sẽ tạo ra xu hướng. Lúc đó chúng ta mới vỡ òa ra. À, thì ra đây là WXY. Thì ra đây là WXY. Nhưng nhìn coi, góc nhìn hiện tại thì không hề cho chúng ta biết được WSY sẽ xuất hiện. Mà WSY xuất hiện dựa vào cái này này. Đấy, nếu các bạn nào chú ý cái ABC này thì tại những vùng này thị trường sẽ sập. WSY thường tạo ra tại vùng này. Đấy, đây là kinh nghiệm nha, nhớ ghi nha, cái này ngoài lề đó. Vậy nên đối với cặp sell này, chúng ta sẽ lựa chọn các nguyên tắc về sell ngắn hạn, nhưng chốt lời thì các bạn chốt lời theo các nguyên tắc về trung và dài hạn hết. Tức là chúng ta sẽ hy sinh những cái lệnh ngắn hạn. Chúng ta sell được thì chúng ta sẽ break even, và chúng ta sẽ canh cho thị trường xuống như thế này, và chúng ta sẽ thả trôi cái take profit luôn. Đấy, thỉnh thoảng thả một lệnh như thế này. Vì đây là một cái vùng mà chúng ta thả thì đôi lúc sẽ tạo nên được kỳ tích đấy. Cặp này mà mình thì thường chọn những cái cặp có tỷ lệ thắng cao. Vì vậy nếu cá nhân mình thì mình sẽ chọn là thị trường tăng trưởng một lần nữa thì mình sẽ vào. Còn nếu mà thị trường di chuyển ngay tại thời điểm này thì mình sẽ hơi bị tiếc nuối tí thôi, nhưng mà mình không vấn đề gì với cái việc này. Nếu thị trường cắm xuống nè, hồi lại thì đây là cái lúc mà mình sẽ vào thêm. Chứ tại vùng này mình thấy hơi hơi không rõ. Ở đây WXY nè. Đây, các bạn thấy thị trường tăng trưởng không? Nên động lực ngắn hạn vẫn còn cho người xu hướng tăng. Nên nếu mà mình sell thì mình lại không biết stop loss ở đâu. Stop loss bừa thì stop loss trên trời như thế này thì nó gọi là cái hiệu suất sử dụng vốn nó không không tốt. Nên thay vì vậy mình đứng ngoài thị trường, mình không chôn vốn vào cặp này, mình chôn vào cặp khác. Cặp này các bạn canh là phá đỉnh nha. Các bạn sell tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Rồi, ồ nãy giờ còn thiếu ai ta? À, vàng, Nguyễn Văn Vàng. Nguyễn Văn Vàng thì từ tuần trước chúng ta đang thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta đang có những thông tin trái chiều về những cái vùng hồi như thế này. Mình có một cái lệnh stop loss tại cái vùng này. Ok, vậy thì tiếp tục chúng ta nhìn coi thị trường như thế nào. Xóa bớt nha. Thị trường tuần này và tuần trước thì tuần này phá cái đỉnh rồi, tạo nên một cái đỉnh rồi. Đối với xu hướng tăng, nếu bạn muốn kết luận nó xu hướng tăng, buộc các bạn phải chỉ rõ ra được đâu là key level và nó bị phá hay chưa. Nếu các bạn chưa chỉ rõ ra được key level bị phá thì mình chưa bị thuyết phục bởi cái xu hướng tăng đó. Còn đối với xu hướng giảm thì các bạn phải chỉ ra được là đâu là một cái WSY để chúng ta tiếp tục khẳng định nó là một vùng hồi để chúng ta sell xuống. Hiện tại thì đây là ABC nên không thể nào khẳng định được đây là một cái vùng hồi để chúng ta tiếp tục đi xuống. Đây là sai nguyên tắc.
phải chi đây là WXY thì chúng ta làm được điều đó. Vậy thì nếu thị trường muốn di chuyển xuống, chúng ta buộc phải có key level phá vỡ. Để xem. Hiện tại này mình không thấy cái key level nằm đâu cho xu hướng xuống luôn. Các bạn nhìn nha. Daily, daily 1 2. Daily thì động lực đang tăng. Nè, động lực tăng này. Động lực tăng thì đây sẽ không phải là key level. Các bạn xác định thường dễ sai chỗ này. Cứ thấy mỗi lần thấy cái đáy ở đâu đó cái chọn nó là key level không đúng. Ở đây không phải key level. Phía trước thì cũng không phải node. Cặp này mình chưa thấy cái key level của giá xuống nằm đâu cả. Giá tăng thì chưa bị phá, vì vậy chúng ta sẽ không kết luận được về trung và dài hạn, buộc chúng ta phải nhảy sang ngắn hạn chúng ta làm. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ xóa hết thị trường bên trái này đi, chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm từ đây trở đi thôi. Hiện tại trong ngắn hạn thì động lực có cái sự tăng trưởng từ đây. Vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục là chờ một vùng hồi và chúng ta mua lên. Và lệnh mua này là lệnh mua ngắn hạn nha các bạn. Nếu hồi về mua lên thì các bạn chốt lời, các bạn đừng có giữ lâu. Rồi, vậy thì thị trường đang gợi ý chúng ta là hồi lại mua lên. Rồi, nhìn thêm cái ngắn hạn nữa, nhìn xuống H1 coi có chuyện gì xảy ra. H1 thì vẫn là tăng giá. Hồi nãy chúng ta nhìn từ đây nè. Hồi nãy chúng ta nhìn tổng quan thị trường từ đây đến đây. Còn bây giờ chúng ta chỉ nhìn thị trường cả miếng này thôi. Về cả miếng này thì chúng ta đang thấy thị trường đang là 1, 2, 3, 4 và 5. Tại sao? Tại vì khi chúng ta xác định 1, 2, 3, 4, 5 thì số 4 sẽ luôn luôn lớn hơn số 2. Và nhờ cái thông tin đó chúng ta xác định được cái kích thước của một vùng hồi. Chúng ta xác định cái kích thước của một vùng hồi. Số 4 lớn hơn số 2, vậy thì chúng ta có thể suy ra là nó ít nhất nó phải bằng số 2 đã. Vậy thì nếu các bạn gọi đây là một cái vùng hồi số 2. À, không phải cái này. Nó sát bên này. Nếu đây là một vùng hồi số 2 thì ít nhất nó phải bằng đây đã. Vậy thì đây là thông tin đầu tiên, ít nhất nó phải bằng ở đây cả. Đấy, thấy chưa? Một vùng hồi số 4 phải bằng số 2 đã. Sau đó từ cái số 2 này chúng ta sẽ nắm, chúng ta kéo ra thêm một đoạn nữa. Vậy thì đây sẽ là kích thước của số 4 của chúng ta. Nhưng đây là cái trường hợp của running flat nên nó sẽ phá đỉnh. Nhớ cái running flat không? Còn ban đầu chúng ta sẽ không đi di chuyển với running flat mà chúng ta luôn luôn di chuyển bằng simple flat. Vậy thì một đây, hai đây, nhìn này, một này, hai này. Vậy thì chúng ta sẽ dự đoán thị trường phá cái đáy này. Tức là chúng ta sẽ cho số 4 nó dạt ở đây một xíu. Và số 4 sẽ bắt đầu di chuyển từ đây. Nếu thị trường mà di chuyển về cái vùng này thì chúng ta mới có số 4. Đấy, cái cách đo kích thước là như vậy. Vậy thì cái này nó sẽ đồng thuận với lại cái trước luôn. 1, 2, 3. Trong đó là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì động lực giá tăng cho cặp vàng này khá là nhiều. Việc các bạn cần làm là chờ hồi xíu đi rồi các bạn vào. Khác với lại tuần trước. Tuần trước thì sao chúng ta bảo là hồi nhỏ cũng mua, hồi lớn cũng mua. Trong tuần này thì chúng ta lại bảo là chờ tới hồi sâu sâu xíu rồi chúng ta mua. Sự khác biệt là tuần trước các bạn nhìn này. Tuần trước các bạn có thấy cái động lực thị trường giá giảm nào không? Đây. Tuần trước như thế này. Chúng ta không hề thấy cái key level nào hiện ra cũng như là cái divergence nào hiện ra cả. Nhưng đến tuần này các bạn thấy nè, sau khi thị trường phá đỉnh chúng ta sẽ có dấu hiệu đầu tiên về cái divergence ở khung thời gian M15 này, xuống M15 các thấy ngay đây, M15 nè, thấy chưa, đỉnh này, đỉnh sau thấp hơn này, đấy, dễ thấy không, đỉnh này, đỉnh sau thấp hơn này. Vậy thì điều này nó gợi ý cho chúng ta rằng thị trường sẽ tăng trưởng tiếp. Nhưng chờ xíu để hồi đã. Hồi sâu hơn xíu rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên. Và đây sẽ là tối đa một vùng hồi có thể di chuyển để thị trường tăng trưởng lên. Ui, nói cái này thì nó hơi hơi dài vì nó liên quan tới mấy mẫu kiến thức lận. Ok, thôi các bạn sẽ trông chừng nó từng đây.
và mình dự đoán cái vùng mà thị trường có thể tăng trưởng lên để nhìn nha. Lên quanh ít nhất là lên quanh vùng này đã. Đấy, ok, vậy thì vàng chúng ta mong chờ vùng hồi và chúng ta sẽ tiếp tục mua lên nha. Bắt mảnh 4 được không? Tức bắt mảnh 4 tức là các bạn đang muốn sell xuống đấy. Câu trả lời là hoàn toàn được, nhưng mà kỹ năng các bạn phải tốt nha, tại vì bạn đang sell ngược với lại thị trường đó. Bạn đang sell ngược với lại động lực chính của thị trường đó nha. Kỹ năng phải tốt. Mình nói là kỹ năng tốt chứ không phải là không trade được nha. Nếu muốn trade thì các bạn chờ cái key level phá vỡ. Và muốn làm được thì bạn phải hiểu là khi nào chúng ta sell và chúng ta sell đến khi nào. Không, chúng khi nào thì chúng ta tìm sell và chúng ta tìm sell đến khi nào, và nếu có sell thì chúng ta chỉ sell đến khi nào. Ba câu nha. Đấy, trả lời cho được thì chúng ta mới hiểu sâu về cái động lực, thì lúc đó chúng ta mới làm ngược chiều được. Cần khá là nhiều kỹ năng đấy. Khi nào thì chúng ta tìm sell? Chúng ta tìm sell đến khi nào? Và nếu có lệnh sell thì chúng ta sell đến khi nào? Ba câu nha. Ok, vậy thì tạm thời là vàng thế nha. Vàng vẫn tiềm tăng nha các bạn, đừng có vội, cứ tiềm tăng. Ok. Rồi, Bitcoin. Rồi, danh sách cuối cùng, Bitcoin. Từ tuần trước, chúng ta đã nhận định rằng tại thời điểm này chúng ta đã nhận định được rằng là thị trường, chúng ta không loại trừ trường hợp là thị trường sẽ tăng trưởng thẳng lên trên này. Nhưng để kết luận thị trường tăng trưởng thẳng lên không thì đến thời điểm mà chúng ta phân tích hoàn toàn không có thông tin, mà buộc chúng ta phải chuyển sang các thông tin về ngắn hạn và lập trường hợp và lập kế hoạch giao dịch cho toàn bộ những trường hợp còn lại. Vậy thì thông tin ngắn hạn cho chúng ta biết rằng thị trường đang có 1, 2, 3. Đó chính là lý do mà chúng ta muốn mua thì phải đợi xả hàng ra xíu và chúng ta sẽ bắt đầu mua lên. Sau cái lần mua lên này thì thị trường sẽ tùy vào cái mức độ FOMO cũng như cái lượng cung mà nó sẽ quyết định cái thị trường tiếp theo. Chúng ta không cần biết là thị trường sẽ tăng trưởng thẳng lên trên này hay là chỉ di chuyển lên trên này, mà chúng ta cứ để cho thị trường quyết định cái điều này. Việc chúng ta cần làm là tìm một lệnh mua, và lệnh mua của chúng ta sẽ loanh quanh vùng này. Vậy thì nếu lệnh mua của chúng ta loanh quanh vùng này, thị trường di chuyển lên, nó mới quyết định rằng ừ thì năm nay Fed tăng lãi suất thôi, đang buồn không muốn tăng nữa, thị trường di chuyển xuống cũng được, kệ nó. Lúc đó lệnh buy của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ hòa vốn, chúng ta sẽ xả hàng. Còn nếu thị trường mới quyết định là ừ hôm nay tiền điện tử có vẻ sơm đấy, thôi cho nó lên đi, bắt đầu thị trường giá tăng, thì chúng ta đã có lệnh buy nhưng chúng ta chưa bao giờ chốt lời tại vùng này, vì chúng ta đã có kế hoạch cho cái việc là thị trường sẽ quyết định được cái cấu trúc tiếp theo khi nó chạm vùng này. Việc của chúng ta là chọn một điểm buy tốt để thị trường di chuyển lên vùng này, chúng ta có nhiều kế hoạch giao dịch hơn. Điểm khác biệt là nếu các bạn mua tại vùng này mà thị trường bắt đầu không tăng trưởng hoặc là mấy cái false spread như thế này bật ngược lại, các bạn mới thấy ừ thì đang floating âm, tức là âm một đoạn rồi, có nên thoát hay không ta, tâm lý giao dịch của các bạn sẽ bị ảnh hưởng. Các bạn không biết là ừ thị trường sẽ quay như thế này rồi lên tiếp hay là thị trường di chuyển xuống, các bạn có vô cùng nhiều câu hỏi mà các bạn không biết, vì bản thân mình cũng không biết tại đây nó làm gì. Người mua và người bán đang đánh nhau, sẽ có một phe thắng nhưng chúng ta lại không trả lời được phe nào thắng, tức là chúng ta đang phó mặc cho cái sự hên xui. Vậy thì kế hoạch giao dịch của chúng ta là không giao dịch break out tại vùng này. Không được phép giao dịch break out tại vùng này. Nếu muốn break out thì hãy để nó break out hẳn. Chờ nó hồi về thì chúng ta sẽ bắt đảo chiều của cái vùng hồi đó. Chúng ta bắt đảo chiều của cái vùng hồi về này và chúng ta sẽ trade lên nếu các bạn muốn giao dịch giá tăng. Còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguyên tắc thứ hai, đó chính là giao dịch đảo chiều tại vùng này. Và đây sẽ là kế hoạch hiện tại của chúng ta. Vậy thì những tuần trước chúng ta đã thấy được cái điều này, chúng ta đã dự đoán giá xuống và hiện tại giá đã xuống. Việc chúng ta cần làm là sử dụng cái nhận định tiếp theo, nhận định giá tăng lên. Và sau khi giá tăng lên, chúng ta sẽ phải quyết định xem là thị trường tăng nữa hay thị trường sẽ dừng lại và di chuyển xuống. Đó là câu chuyện của tương lai.
Đấy, tại thời điểm này chúng ta sẽ có hai mũi tên, hai ngã đường. Nhưng đều chung một cái hướng là chúng ta sẽ phải mua lên đá. Vậy thì câu chuyện là chúng ta mua lên như thế nào? Mua được chưa? Các bạn rất thích cái câu là mua được chưa? Tại các bạn chỉ quan tâm cái việc là mua được thì các bạn vào, không mua được thì thôi, các bạn đứng ngoài thị trường. Các bạn thường là quan tâm vấn đề đó. Nhưng các bạn nên học cái cách vào lệnh để nhiều khi mình ốm đau bệnh tật gì đó mà mình đi ngủ hoặc là mình quên, mình ngủ cả ngày thì không có ai hỗ trợ các bạn thì các bạn vẫn có thể là tự vào lệnh được. Các bạn trang bị cái kiến thức cho bản thân. Vậy thì nếu mà mình chưa hướng dẫn thì các bạn sẽ nhìn thấy thị trường đang làm điều gì. Nếu muốn bay lên thì chúng ta sẽ bay lên như thế nào? Chúng ta luôn luôn dựa trên hai cái kiến thức chính và chủ đạo. Đó chính là nếu ABC, tức là xu hướng xuống, đang ngấp ngởm ở cái việc là mất đi động lực rồi, chúng ta sẽ canh key level và chúng ta bay lên. Đây là kiến thức chính. Một kiến thức nữa là nếu chúng ta thấy thị trường đã tăng rồi thì chúng ta hô vào, chúng ta mua lên thông qua việc là chúng ta thấy cái WSY. Đây là hai mảng chính nha. Và việc vận dụng cả hai cái này nhuần nhuyễn thì mới tạo nên một cái khóa học và tạo nên một cái trường phái, chứ không phải là đơn giản như thế này đâu. Nhưng đây là hai điều chính. Vậy thì các bạn đang nhìn thấy cái điều nào trên biểu đồ? Hiện tại thị trường đang tăng trưởng về động lực giá xuống. Tăng trưởng về động lực giá xuống nó có thuộc một trong hai trường hợp này không? Nếu các bạn muốn mua lên, nếu các bạn muốn mua lên nha. Nếu các bạn muốn mua lên thì hiện tại không thuộc điều nào của hai trường hợp trên. Vì nếu mua lên ở đây phải là ABC thì các bạn mới có thể tìm mua lên được. Đúng chưa? Nên chúng ta sẽ không có một cái WSY đây. Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn, tức là nhìn tổng thể đây, thì chúng ta sẽ thuộc vào cái điều 2, tức là WXY. Vậy chúng ta có thông tin đầu tiên về việc thị trường giá tăng. Đấy. Thông tin này nói cho chúng ta biết rằng thị trường sẽ tồn tại một vùng hồi và thị trường có tỷ lệ tăng, chứ nó không hề nói cho chúng ta biết là thị trường sẽ dừng lại chính xác cái điểm này và bắt đầu tăng. Chúng ta phải đi giải quyết cái bài toán này. Cái này nè, cái thứ hai nè, nó nói cho chúng ta là WXY thì thị trường sẽ tăng sau một vùng hồi. Nhưng nó lại không trả lời được là vùng hồi kết thúc ở đâu để rồi bắt đầu tăng. Nó không giải quyết được bài toán này. Vì vậy bạn sẽ phải cần đến cái kiến thức đầu tiên để chúng ta biết được đâu là đáy của thị trường. Vậy thì trong trường hợp này đã có IBC chưa? Câu trả lời là nếu có IBC rồi, chẳng hạn như đây là IBC, bạn được phép vào lệnh buy và bạn stop loss ở đây. Nhưng nếu bạn chưa có IBC thì bạn chỉ có thể được buy và stop loss dưới này thôi. Đúng chưa? Vậy thì nếu buy 39.000 và stop loss ở 33.000, cái giá này bạn trả được hay không? Nếu không trả được, buộc chúng ta phải đứng ngoài thị trường và mong chờ thị trường cho thêm cái góc nhìn thì chúng ta mới vào lệnh. Hiện tại góc nhìn của thị trường đang là 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy thì chúng ta chỉ đi theo một bên thôi nha, đừng có nhảy qua hai bên. Nếu mà chưa có rành thì đừng nhảy hai bên. Bằng cách là chúng ta sẽ thấy thị trường có thể là hồi lại trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai, sau đó thị trường sẽ tiếp tục cắm xuống. Và tại vùng này các bạn sẽ check trên biểu đồ của các bạn một lần nữa. Đối với vùng giá này, 38.000 này có lượng, có volume nằm ở đây hay không? Nếu có volume nằm ở đây rất nhiều thì các bạn sẽ hòa theo các bạn vào. Các bạn có thể check trên sàn giao dịch á. Hiện tại thì nhìn ở cái vùng giá này thì volume như thế này chưa đủ để gọi nó là một cái double bottom đâu. Vì vậy các bạn sẽ không giao dịch theo được cái nguyên tắc về double bottom, mà các bạn chỉ có thể bắt đáy thông qua cái lượng cung nằm sẵn ở vùng này. Và lượng cung này sẽ hiện ra nếu thị trường hồi lại này. Đấy, thị trường hồi lại. Các bạn sẽ thấy được là mọi người có đặt lệnh mua ở 38.000 đô này hay không. Các bạn sẽ thấy được cái sự hứng thú của thị trường nằm đây, hay còn gọi là cái market sentiment, dịch ra gì là cái gì ta, quên rồi, quên mất cái từ tiếng Việt gọi là cái gì à? Market sentiment, mình chỉ nhớ cái từ tiếng Anh thôi. Market sentiment, tâm lý thị trường. Ừ, cái tâm lý thị trường, mọi người có thích cái giá 38.000 hay không? Nếu họ thích
thì chúng ta có quyền là tìm một cái lệnh tại đáy. Còn nếu họ không thích, buộc các bạn phải chuyển sang phương án B, đó chính là giao dịch theo key level chứ không bắt đáy được. Không, cái câu chuyện đang là không phải là 38.000 đặt nhiều hay ít, mà các bạn nghe cái đoạn đầu nữa. Nếu thị trường hồi sâu lên đây thì các bạn mới bắt đầu quan tâm là 38.000 có nhiều hay không. Các bạn hiểu không? Nếu thị trường hồi lên sau trên này thì bắt đầu mới nhìn coi 38 là có, mọi người có quan tâm 38.000 hay không. Chứ còn hiện tại thì 38.000 ít là chuyện bình thường, vì mọi người đang thấy xu hướng này vẫn là xu hướng xuống. Cái lần bật lên trên này chưa đủ thu hút họ, chưa đủ FOMO họ. Hãy để thị trường tăng trưởng lên thì hiện tượng FOMO sẽ bắt đầu xuất hiện, và FOMO đủ thì sẽ thu hút họ tại vùng này nên vào. Nó giống như cái việc nè, nếu bạn nằm ở đây, thị trường hồi lên xíu, bảo đảm các bạn luôn, vùng 33.000 này rất ít lệnh mua. Nhưng nếu thị trường bắt đầu hồi sâu lên trên này, bây giờ check lại đi, 33.000, 30.000, 31.000, loanh quanh vùng này rất nhiều lệnh mua. Nó khác biệt chỗ đó. Nên tại đây các bạn đọc cái dữ liệu về gọi là order flow á, cái dòng tiền thì chưa có chính xác, chờ nó hồi lên cái đã bắt đầu đọc mới đúng. Vậy thì trong trường hợp này mình khuyên các bạn là chờ một vùng hồi và các bạn sẽ đón nhận một lần thị trường sập nữa. Các bạn có thể bắt đáy của thị trường với điều kiện là tại vùng 38.000 này có lượng cung nhiều, lượng người đặt chờ mua nhiều thì các bạn có thể là dò được đáy luôn. Kế hoạch B là nếu thị trường xuống dưới này, đừng vội kệ nó, lúc đó chúng ta có key level. Phá key level thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là mua và sẽ mua lên trên này. Vì đây là một cái vùng mà chúng ta có thể có khá là nhiều thời gian để ra được cái quyết định giao dịch. Chẳng hạn như tại vùng này chúng ta mua nha, chúng ta đặt được một lệnh mua tại đây. Chúng ta stop loss dưới này. Rồi thị trường mới tăng nè, tăng lên trên đỉnh. Dừng ở đây. Bữa đó chính là một ngày ngày mùa xuân vào tháng 3, lúc đó Fed rất vui vẻ và công bố lãi suất. Hiện tại Fed tăng lãi suất. Lúc này đồng đô la thì rất nhiều rồi. Cái sự chú ý từ thị trường, chẳng biết cái phương nào, nhưng thị trường bỗng dưng sập xuống cái thì bạn vẫn có rất nhiều thời gian so với lại các trader bấm lệnh buy ở đây. Đúng chưa? Nếu bạn ở đây, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như bạn sẽ đứng ngoài thị trường để cho nó sập cho đến cái lệnh vào của bạn, các bạn thoát. Sau khi bạn thoát xong, các bạn nhìn đến cái cục diện của trò chơi, đó chính là các bạn muốn ăn cả cái này cơ, thì các bạn sẽ đặt một lệnh buy stop lại ngay trên đỉnh. Vì nếu thị trường sập như thế này rồi mà bắt đầu bò ngược lên trên thì đây cũng chính là điểm bắt đầu của thị trường luôn. Còn nếu đây mà nó sập xuống dưới thì các bạn lại tìm một lệnh thấp hơn. Các bạn có tới hai lựa chọn tại thời điểm này. Nhưng nếu các bạn mua ở đây thì sao? Thị trường lúc đó Fed ra một cái lãi suất hôm nay, nay tôi vui nên tôi tăng lãi suất. Tăng lãi suất thì thị trường giảm. Vậy thì thị trường giảm tới đây, bạn làm gì? Bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, cắt lỗ. Cắt lỗ và cắt lỗ, đúng chưa? Còn lựa chọn xấu hơn nữa, ôm thì không nói rồi, hold to die thì không nói rồi. Vậy nên chúng ta sẽ có một cái kế hoạch tốt hơn là buy dưới vùng thấp này. Chúng ta biết được đáy nằm đây thông qua cái 1, 2, 3, 4, 5 này. Vậy thì hãy chú ý, hôm nay thị trường sẽ chưa mua được đâu. Đừng có vội mà bắt giao rơi nha. Đừng có vội vào mà bắt giao rơi nha. Kể cả 37.000 này đang nhiều người mua thì cũng không mua được đâu. 37 này nhiều người mua thì các bạn sẽ thấy thị trường xuống dưới đây. Nếu nó muốn di chuyển xuống tiếp á, nó bắt đầu sẽ quay, sẽ quay, sẽ quay. À nè, chính xác giống như này này. Đấy. Cái vùng này, vùng 40.000 này đã từng là một cái vùng mà rất nhiều người mua nằm đây. Khoảng 200 Bitcoin nằm đây thì phải. Nhưng thị trường xuống tới cái vùng 37.000 này cũng như vậy. Nó sẽ bắt đầu sẽ quay ngang, quay, sẽ quay ngang, hấp thụ hết cái lệnh buy, sau đó sẽ đâm thẳng xuống tiếp. Nên cái vùng 37.000 này không có giá trị gì đâu. Nhưng nếu bạn thấy hồi sâu như thế này mà 37.000 hoặc 338.000 tập trung rất nhiều lệnh mua thì lúc đó chúng ta mới có thông tin để chúng ta bắt đáy được. Vậy thì khi nhìn về tương quan giữa thị trường này, để chúng ta nhìn về ETH xem. ETH thì chúng ta vẫn đang đón nhận một lần giá xuống nữa. Cái điều này thì chúng ta đã rõ rồi. Đây.
chưa, chúng ta vẫn đang giá xuống nữa. Trong cái lần giá xuống vừa rồi thì chúng ta thấy thị trường có sự tăng trưởng về động lực giá xuống. Vậy thì thị trường vẫn còn rất nhiều người đang muốn xả hàng. Đối với Binance, Binance ở góc nhìn này thì các bạn có thể gọi nó là trường hợp sóng cụt cũng được. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, đây là sóng cụt cũng được. Mà các bạn nhìn như đây là vai trò của WSY vẫn được. Chúng ta sẽ có hai luồng ý kiến đấy. Hai góc nhìn khác nhau về một trường hợp nhưng kết quả giống nhau nên mình sẽ không phân biệt nó. Cấu trúc chính vẫn là đang di chuyển xuống và chúng ta sẽ thấy thị trường sẽ tiếp tục nhuộm một màu đỏ xuống dưới này. Đồng đó thì di chuyển xuống khá là tốt rồi, các bạn sẽ thấy nó lặp lại này. Xuống, hồi nhẹ, xuống, hồi lên và cắm thẳng xuống. Xuống, hồi nhẹ và cắm thẳng xuống. Đấy, các bạn ta thấy cái lịch sử lặp lại này. Và chúng ta đang đón nhận một cái lần giá xuống dưới 15-16.000 này. Mình đoán nha, mình chưa có check thì mình đoán luôn, các bạn kiểm tra lại cho mình có phải đúng ngay vùng giá 16 đô hoặc là 15 đô này sẽ rất nhiều người đang muốn đặt lệnh mua tại đó không? Market sentiment và order flow sẽ chỉ thẳng ra là 16 và 15, rất nhiều người mua tại đây. Mình đoán nha, mình chưa có check nha. Và thị trường sẽ tiếp tục di chuyển xuống đây. Dù cho cái vùng 16.8, 16.9 hoặc 17 này nhiều người mua đi chăng nào, đi chăng nữa thì họ sẽ cái vùng 16 này mới là cái vùng chính xác để các bạn có thể tìm lệnh mua này. Đấy. Vậy thì mình đang thấy cặp này tỷ lệ xuống tiếp là cao và key level sẽ nằm đây và key level sẽ nằm đây. Cặp này thì mình vẫn chưa mất hy vọng về nó. Mình chưa mất hy vọng về nó. Động lực vẫn đang ủng hộ cái phe là người mua vì người bán đang kiệt sức dần rồi. Chúng ta đang kiệt sức dần về người bán rồi. Người bán chán không muốn bán rồi. Thì chỉ cần tín hiệu của người mua nhảy vào là chúng ta có thể vào lệnh được. Giờ chúng ta chỉ cần chờ tín hiệu về người mua thôi. Các bạn canh nha, những cái cây nến mà giá xuống mà đi kèm với volume. Đây này, để coi mình coi có ví dụ. Đây. Đây, những cây nến xuống mà đi kèm với volume. Đây, những cây nến xuống mà đi kèm với volume thì thường nó đóng vai trò là cái điểm kết thúc của thị trường giá xuống đấy. Mình chỉ sợ nến xuống mà không có volume thôi, chứ còn nến xuống mà có volume thì rất là tự tin. Rồi 15, 16 tập trung khá nhiều đúng không? Ok. Đấy, vậy thì chính xác. ADA thì giá cũng đi xuống này. ADA thì vẫn đang xuống, key level vẫn nằm đây nha, một cái nằm đây, một cái nằm đây. Son thì cho nó xuống cái nữa này. Son thì có divergence. Mong chờ nó xuống cái nữa. Key level sẽ nằm ở đây hoặc nằm ở đây. Matic. Matic tương tự. 1 2 3 4 5. Trendline. 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 Và giá sẽ tiếp tục di chuyển xuống. Sau khi xuống đây thì chúng ta sẽ có key level nằm trên. Key level dưới thì mình chưa thấy nằm đâu hết. Ne thì giá phá đáy rồi, tốt. Trendline. Ne thì động lực sẵn sàng rồi nhá, nhìn này. Giảm này. Giảm này. Động lực sẵn sàng rồi nha. Một hai ba để xuống H1 à. Nia, ok. H1 các bạn sẽ thấy một đôi lần phá đáy nữa. Và xem thị trường có bật lên hay không. Nếu bật lên thì mình khuyên các bạn là không nên bắt đáy đâu, tại vì mình cũng nói chung là hơi bài trừ cái trường pháp đáy cho lắm. Mình thường là đặt lệnh ở key level. Dù buy ở key level là giá xấu nhất rồi, vì giá đang là khá là đắt rồi. Chúng ta phải chờ giá hồi nữa chúng ta mới vào được.
Nhưng cực chẳng đã thì mình sẽ buy tại kia level, chứ mình ít khi nào mình bắt đáy lắm, thà mình mua là xấu xíu. Chứ còn bắt đáy ngay chỗ này thì dễ đáy hôm nay là đỉnh ngày mai lắm. Luna. Luna thì hiện tại có hai góc nhìn này. 1 2 3 4 5 này. Đấy. Vậy thì hôm nay bạn sẽ thấy Luna tiếp tục phá đáy lần nữa. Sau khi phá đáy thì chúng ta có thể tìm một lệnh mua lên. Và sau khi phá đáy thì kia level nằm đây. Đấy, đáy này. Đừng có theo mấy cái FOMO nha. À, đỏ không mua xanh lấy gì bán nha. Đừng có theo mấy câu đó nha, chết người ấy. Rồi, ok, mình vừa điểm qua thị trường rồi. Và đây sẽ là toàn bộ những cái nhận định về thị trường. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cái phần là trả lời câu hỏi trong nhóm Discord. Các bạn nào tham gia nhóm Discord thì có thể đặt cái câu hỏi cho mình để mình bắt đầu chúng ta cũng thảo luận và trả lời. Các bạn muốn mình phân tích con nào thì cũng có thể là yêu cầu. Còn đối với các bạn trên YouTube thì mình sẽ dừng video tại đây. Và video của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai nha. Ending.